Thưa quý vị, từ lâu ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch đã là dịp để người dân tưởng nhớ công lao các vị vua Hùng, đồng thời nhắc nhở người trẻ những bài học về lòng yêu nước và tinh thần tự lập. Với tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, hôm nay ngày 29 tháng 4, tức ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão, Chùa Bằng, Linh Tiền Tự, thành phố Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương dưới sự chứng minh của Hòa Thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng Chư Tôn Đức Tăng bản tự. Buổi lễ này còn có sự hiện diện của đông đảo nhân dân, đủ thế hệ già, trẻ, gái, trai. Đó cũng chính là thể hiện sự thành kính, biết nhớ về nguồn cội của mỗi người con dân đất Việt với những người đã có công dựng nước và giữ nước. Buổi lễ bao gồm nghi thức tế tổ, dâng lục cúng đầy trang nghiêm, thành kính do đội tế nam, tế nữ khu dân cư Bằng Liệt thực hiện dưới sự chứng minh của Hòa Thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng Chư Tôn Đức Tăng bản tự. Đồ dâng lục cúng lần này vẫn giữ những nét truyền thống cổ, bao gồm hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Trong đó có 3 món không thể thiếu, đó là dưa hấu và bánh chưng, bánh dày. Sau các nghi thức dâng lục cúng, ông Nguyễn Đình Tuất, chánh chủ tế, đã đọc văn tế tổ trong sự thành kính, nhất tâm, hướng về quốc tổ Hùng Vương của toàn thể đại chúng, khép lại buổi lễ trang nghiêm, thành kính.